Bạn có biết 4 loại chi phí phải trả khi xuất khẩu hàng LCL bằng đường biển? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anvina Logistics của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề cực kỳ quan trọng khi xuất khẩu hàng hóa qua đường biển, đó là chi phí. Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực Logistics, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bối rối khi lần đầu nghe đến các loại phí như Freight Charge, Local Charge hay Container Handling Fee. Nhưng đừng lo lắng. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ từng loại chi phí một cách dễ dàng và chi tiết nhất. Hãy xem video để đảm bảo bạn không bị bối rối trước các khoản phí khi xuất khẩu hàng LCL nhé. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu về chi phí vận chuyển. Đây là khoản phí cơ bản nhất mà bạn phải trả để hãng tàu hoặc forwarder vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất đến cảng nhập. Khoản phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuyến đường vận chuyển, càng xa, chi phí càng cao. Khối lượng hoặc thể tích lô hàng, đối với hàng LCL, chi phí sẽ được tính dựa trên cubic-mét hoặc trọng lượng. Thời điểm vận chuyển, vào mùa cao điểm, cước phí thường tăng cao hơn bình thường. Ví dụ, nếu bạn xuất khẩu hàng từ Hải Phòng đến Singapore, chi phí vận chuyển sẽ khác hoàn toàn so với tuyến đi châu Âu. Hãy làm việc với các forwarder uy tín để nhận được báo giá chi tiết và lựa chọn tuyến đường hợp lý nhất cho lô hàng của bạn để tránh rủi ro không đáng có nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với local charge. Local charge, hay còn gọi là phụ phí tại cảng. Đây là các khoản chi phí phát sinh tại cảng xuất và cảng nhập, bao gồm một phí làm hàng, để xếp và dỡ hàng lên xuống container. Hai phí nâng hạ container, được tính khi container được nâng lên hoặc hạ xuống tại cảng. Ba phí lưu bãi, nếu hàng hóa của bạn lưu tại cảng lâu hơn thời gian quy định. Bốn phí làm thủ tục hải quan, bao gồm kiểm tra và thông quan hàng hóa. Những chi phí này không phải lúc nào cũng được báo trước, vì vậy bạn cần chủ động kiểm tra và hỏi kỹ thông tin từ các bên cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, tại các cảng lớn như Hải Phòng hay thành phố Hồ Chí Minh, phụ phí này có thể chênh lệch đáng kể so với các cảng nhỏ. 3. Phí chia sẻ container. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao xuất khẩu hàng LCL lại tiết kiệm hơn hàng FCL chưa? Đó là vì bạn đang chia sẻ container với các chủ hàng khác, và đây chính là nơi phát sinh container handling fee. Phí này bao gồm 1. Phí gom hàng, gom nhiều lô hàng nhỏ thành một container đầy. 2. Phí sắp xếp hàng, đảm bảo các kiện hàng được xếp gọn gàng và an toàn trong container. 3. Phí xử lý tại kho CFS, đóng gói, kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa trước khi xuất cảng. Hàng LCL tiết kiệm chi phí hơn FCL, nhưng bạn cũng cần cân nhắc thời gian xử lý và các rủi ro có thể xảy ra, như việc lô hàng bị chậm trễ nếu một trong các kiện hàng gặp vấn đề. Cuối cùng, chúng ta cần nói đến Document-Taken Fee, hay còn gọi là phí chứng từ. Đây là các chi phí phát sinh trong việc chuẩn bị và phát hành giấy tờ cần thiết như Bill of Lading, hay còn gọi là vận đơn đường biển, để xác nhận hàng hóa đã được nhận để vận chuyển. Chứng từ hải quan, bao gồm tờ khai, giấy phép xuất khẩu, hoặc giấy chứng nhận xuất xứ CO. Phí kiểm hóa, nếu có đặc biệt áp dụng cho những lô hàng thuộc diện kiểm tra kỹ lưỡng. Mặc dù phí chứng từ thường không lớn, nhưng nếu thiếu hoặc sai sót, bạn sẽ đối mặt với rủi ro lớn, bao gồm cả việc hàng hóa bị giữ lại tại cảng. Vậy là chúng ta đã đi qua 4 loại chi phí quan trọng nhất khi xuất khẩu hàng LCL bằng đường biển. Hy vọng video này giúp bạn hiểu rõ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những lô hàng tiếp theo. Để tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro, hãy lựa chọn một đối tác logistics đáng tin cậy. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh Anvina Logistics của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về logistics. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.